diện mới của tay xanh chúng mới. Chưa thấy bên trên chi cục cũng thông báo chúng mới là chúng gì, nhưng trước nó phát ra người, bây giờ thì nó hiện tượng ấy này, sôi bọt mép này. Mép còn trông như có lợn đực xoay bọt mép này. Sau một vài hôm nó bỏ ăn, nó chết. Đấy, mọi người nhìn. Bia trông như vẫn khỏe đấy. Cái này chỉ có test con đồ phát hiện thôi, chứ ít người phát hiện lợn yếu, nó ủ bệnh trong. Bây giờ dồn lên nó vẫn sục, nó phá bình thường. Hiện tượng này chỉ có bỏ ăn vài bữa là chết. Tay xanh trước còn có no tay xanh, bây giờ châu phi nguy hiểm. Chú đẹp chưa? Đẹp long lanh. Đẹp là đẹp, thế là nhìn người ta tím đổ á thì không nói. Không, mấy lần trước không nói. Đấy, có khỏe dê à. Sục lên này. Bây giờ phá bình bình vừa, còn lúc nó mới ra là phá bình bình rồi. Sáng vẫn ăn, bây giờ ăn chỉ còn một con ba. Bỏ ăn, hiện tượng. Coi là bỏ ăn là lùi dốc cổ rồi. Nó sao bọt mép mày này. thì không biết căn bản nó bây giờ nó chưa, bên thui nó bây giờ đã báo chủng mới đâu. Nó đám hiết đi bắt nhiều biết giống như thế này. Nó đang làm ở đấy rồi các anh em. Hả? Quyên đang làm nhà hoa này, còn anh em. Bắt cháy rồi mà. Bắt nhà hoa quê đi cùng. Hoa đây đi. Ừ, dính lại lỗ lại đây. Quyên đang làm gì đấy? Đang làm em. À đây. Đang làm lại cái lá. Đấy, nó như thế. Nó tái lại. Bây giờ như này này. Đấy, chưa nhìn thấy rồi. Còn bây giờ anh em thì à, anh em là chú chơi nhau, chú mang cái chú con chú bán đi về chú bao. Ừ, chú con là chú bán đi đặt tử chứ. Chứ còn anh bây giờ anh chẳng. Em với thằng cô trưởng Minh bảo tớ con nọ nên mình cân tớ nó bảo hai này thì con cây không sau một mép này. Nó bảo dân thì có thể đéo xịt nữa. Còn em thì thô nó thì nó phải cân thô. Anh là ngon. Hôm nay thì bây giờ ai chứ? Chỉ béo qua hơi nữa. Béo. Bây giờ về hai chú cháu nữa mà không có được thì của chú kia theo chú thì học tay. Cái. Vâng, bố đây, có được mà.